Cho con chơi điện thoại đang cắm sạc, máy nổ như bom, mẹ gào khóc bên xác con, quá thương tâm. Chỉ vì hành động quá bất cẩn mà bố mẹ phải đau đớn nhìn đứa con thơ ra đi như vậy, ai nhìn cũng thấy xót xa. Điện thoại phát nổ khi vừa dùng vừa sạc pin là một sự cố đáng tiếc từng xảy ra rất nhiều lần, để lại những hậu quả ám ảnh. Tuy nhiên thì có vẻ như nhiều người vẫn thờ ơ với sự việc và cho rằng đó chỉ là những câu chuyện đâu đó xa xôi không tới mình. Để rồi họ vô tư dùng điện thoại khi đang cắm sạc vào nguồn điện mà không hề lường trước được những mối nguy hiểm đang có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào. Mới đây, một đoạn clip quay lại cảnh một người mẹ gào khóc bên bệnh viện, cạnh chiếc giường mà thi thể của con trai chị sắp bị phủ khăn trắng khiến cho người ta không cầm nổi nước mắt. Theo đó thì bố mẹ của đứa trẻ đáng thương đã cắm sạc và sơ ý để con cầm điện thoại chơi trong lúc sạc. Điện thoại nóng lên và phát nổ đã khiến cho cậu bé bị bỏng nặng. Gia đình đưa đi cấp cứu nhưng không thể cứu được đứa bé vì vết thương do sự cố để lại quá nặng. Người mẹ nhìn con nằm bất động trên giường và chỉ biết gào khóc một cách thảm thiết. Sự cố xảy ra lại thêm một hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang lơ là xem thường những mối nguy hiểm rình rập đến sự an toàn của chúng ta. Mong rằng sau nhiều vụ nổ đã từng xảy ra, sẽ không có thêm một trường hợp nào phải rơi vào hoàn cảnh như thế này. Sapa, phun cả xe hút bể phốt để cứu ô tô đang cháy ngùn ngụt. Một chiếc xe của khách du lịch bốc cháy ngùn ngụt trên vỉa hè ở Sapa, được một xe hút bể phốt dập lửa thành công bằng chất thải. Đầu giờ chiều nay tại thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ hoàn khiến một ô tô hư hỏng nặng. Xe đang đậu trên vỉa hè thì bốc cháy. Giám đốc công ty vận tải Thành Vinh Nguyễn Văn Tuấn, người có mặt tại hiện trường kể rằng, khi chiếc xe ô tô của một khách du lịch đang đậu ở đường Ngũ Chi Sơn thì phát ra lửa. Ngọn lửa nhanh chóng bốc lên ngùn ngụt cùng với khói đen. Mọi người gọi báo công an và lực lượng phòng chống chữa cháy. Vị trí xảy ra hỏa hoạn là ngay ngã ba thuộc trung tâm phường Út, có nhiều khách sạn, cửa hàng, đông người qua lại nên đã để xảy ra tình trạng hoang loạn. Đúng lúc đó thì có một chiếc xe bồn hút bể phốt đi tới. Lực lượng chức năng đã trưng dụng xe hút bể phốt để chữa cháy. Xe này không chứa nước mà toàn là chất thải của các gia đình. Sau khoảng mấy phút phun chất lỏng từ xe bồn thì ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Chiếc ô tô bị cháy có phần hư hỏng. Điều tra nghi án đốt xe ô tô trước trụ sở trạm cảnh sát giao thông ở Hải Phòng. Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hải Phòng đang phối hợp với Công an huyện Thủy Ngân thành phố Hải Phòng điều tra nghi án đốt xe ô tô của một đại úy cảnh sát giao thông. Chiều ngày 4 tháng 8, Trung tá Vũ Trường Linh, đội trưởng đội tham mưu phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hải Phòng, xác nhận đơn vị đang làm báo cáo về một vụ xe ô tô ở trạm cảnh sát giao thông Lưu Kiếm, đơn vị thuộc phòng cảnh sát giao thông nghi là bị đốt. Trước đó vào lúc 23 giờ ngày 3 tháng 8 thì ô tô Kia Morning của đại úy Hoàng Phú Duy đang đậu trước cửa của trụ sở trạm cảnh sát giao thông Lưu Kiếm thuộc xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng bỗng nhìn bốc cháy. Theo một số người dân thì họ nói rằng đã thấy một người đàn ông đổ xăng vào xe sau đó thì châm lửa đốt. Sau khi bỏ chạy khỏi hiện trường, chiếc xe của đại úy Hoàng Phú Duy đã bị thiêu trụi gần như hoàn toàn. Đại úy Hoàng Phú Duy mới từ đơn vị khác chuyển về trạm cảnh sát giao thông Lưu Kiếm phụ trách tuần tra kiểm soát tỉnh lộ 359, đoạn từ Cầu Bính tới Rừng Phà, huyện Thủy Nguyên. Có nguồn tin cho rằng, vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân của đại úy Duy. Tuy nhiên, thì đại diện phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hải Phòng cho rằng thông tin này thiếu căn cứ. Danh tính tài xế say rượu đâm liên hoàn làm 10 người bị thương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã xác định ra danh tính của tài xế say rượu đã đâm hàng loạt phương tiện sau đó bỏ chạy. Liên quan đến vụ tài xế ô tô Hyundai i10 say rượu rồi đâm vào hàng loạt các phương tiện khác sau đó thì bỏ chạy. Ngày 5 tháng 8, trao đổi với phóng viên báo giao thông, đại diện Công an quận Thanh Xuân Hà Nội thông tin, qua khám nghiệm hiện trường thì điều tra ban đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an đã xác định ra được danh tính của tài xế là Nguyễn Tuấn Dũng, sinh năm 1985, quê ở Nam Định.
Theo đó thì anh Dũng là người đã trực tiếp điều khiển chiếc ô tô Hyundai i10 màu trắng mang biển kiểm soát 30E18270 tại thời điểm gây tai nạn liên hoàn. Dũng hiện đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ cho công tác điều tra. Hiện tại thì cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Xuân đang phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Đống Đa tiếp tục rà soát, thu thập chứng cứ, chứng từ những nạn nhân cũng như người tham gia giao thông trên quãng đường từ Hoàng Cầu về đường Hoàng Đạo Thúy. Bước đầu xác định có hơn chục phương tiện liên quan, trong đó có 3 ô tô, còn lại là xe máy và có gần 10 người bị thương, nặng nhất là bị gãy tay. Như báo giao thông đã đưa tin thì sau khi Nguyễn Tuấn Dũng về trụ sở, cảnh sát đã tiến hành đo nồng độ cồn và xác định ra tài xế này vi phạm mức gần 0,3 mg trên 1 lít khí thở. Vụ việc xảy ra trước đó là khoảng 6 giờ đêm ngày 4 tháng 8, Nguyễn Tuấn Dũng đã điều khiển ô tô nhãn hiệu Hyundai i10 màu trắng mang biển kiểm soát 30E18270, đã phóng tốc độ cao, loạng choạng, sau đó thì đâm va vào nhiều phương tiện đang di chuyển trên đường từ phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa cho tới đường Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân. Theo đó thì bị người dân đuổi theo yêu cầu dừng lại nhưng lái xe tiếp tục tăng ga bỏ chạy đến đường Hoàng Đạo Thúy là thuộc quận Thanh Xuân. Lái xe đã lao vào vỉa hè và không chạy được nữa thì mới chịu dừng lại. Bức xúc trước hành động coi thường tính mạng của người khác thì nhiều người dân đã lao vào đánh tài xế Dũng. Vụ tai nạn 13 người chết, nhiều tấm lòng đến với gia đình các nạn nhân. Đã có nhiều tổ chức cá nhân quyên góp từ thiện giúp đỡ cho 17 người trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Quảng Nam. Trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Nam vào rạng sáng ngày 30 tháng 7, đã khiến cho 13 người tử vong, 4 người bị thương nặng. Trong đó thì các gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn đang cần sự giúp đỡ, chung tay giúp đỡ của tất cả cộng đồng chúng ta. Không khí tang thương sau vụ tai nạn, khi kẻ đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh, con tiễn cha, tất cả đều là những người dân sinh sống tại thôn Lương Đền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị, trừ tài xế Cường ra. Trước những nỗi đau mất mát này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hải Sơn đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm và con em của quê hương Hải Sơn đang làm ăn sinh sống trên mọi miền quê chung tay giúp đỡ tinh thần, vật chất, làm vơi đi những đau khổ và khó khăn ban đầu để các gia đình nạn nhân tiếp tục từng bước ổn định cuộc sống. Xuất phát từ tấm lòng tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều, anh Thái Vĩnh Khuynh, công ty trách nhiệm hữu hạn Thảo Ái, chuyên kinh doanh xe máy tại Huế, đã đứng ra tổ chức. Và sau hơn một ngày kêu gọi, những người hảo tâm từ mọi miền đã quyên góp được 45 triệu đồng. Số tiền trên, ông Thái Vĩnh Khuynh đã trao tận tay cho các gia đình gặp nạn, chia đều cho 13 trường hợp, mỗi người bị nạn được hỗ trợ 3 triệu đồng. Tại Quảng Trị, vào lúc 13 giờ ngày 31 tháng 7, một nhóm thiện nguyện ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức đặt 2 thùng từ thiện để kêu gọi tiền hỗ trợ cho các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc trên. 2 thùng từ thiện được đặt trên quốc lộ 9 đoạn qua thị trấn Khe Sanh và thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa đã thu hút khá nhiều các tấm lòng của người đi đường. Đến 18 giờ cùng ngày, số tiền quyên góp được đã hơn 65 triệu đồng. Số tiền được công khai trên mạng xã hội và nhóm thiện nguyện đã trực tiếp gửi đến gia đình các nạn nhân ngay trong đêm. Nhà báo Văn Thắng, báo Sài Gòn Giải Phóng hỗ trợ cho nhân thân chú rể 10 triệu đồng để lo hậu sự cho người thân. Đồng thời thì báo cũng kêu gọi bạn đọc hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân khó khăn trong vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam. Ngày 1 tháng 8, đoàn công tác của báo Công an thành phố Hồ Chí Minh do Đại tá Trần Trọng Dũng, tổng biên tập đã dẫn đầu về Quảng Trị thăm hỏi, chia sẻ với những mất mát và trao hơn 160 triệu đồng đến 17 người thương vong sau tai nạn thảm khốc trên. Đại tá Trần Trọng Dũng ân cần hỏi thăm động viên các thân nhân của những người bị nạn. Tổng biên tập báo Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ lúc nghe tin về 13 người trong đoàn đi đón dâu từ Quảng Trị vào Bình Định bị tử vong, thì nhiều bạn đọc, các nhà hảo tâm, cá nhân, đơn vị, con em Quảng Trị ở thành phố Hồ Chí Minh đã đến báo Công an thành phố Hồ Chí Minh đóng góp những phần quà ý nghĩa để báo chuyển đến tận gia đình. Như báo Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông tin, thì vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào lúc 2 giờ sáng 20 phút ngày 30 tháng 7,
khi xe khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 75B00052 chở đoàn người đi từ thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị đi vào tỉnh Bình Định để đón dâu. Khi đến tuyến tránh quốc lộ 1A qua thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, Điện Bàn, Quảng Nam, xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 51D41121 do anh Nguyễn Hữu Thành, ngụ Long An điều khiển theo hướng ngược lại. Hậu quả làm 13 người tử vong và 4 người bị thương nặng.